Rồi trước khi vào phần bài mới là bài ăn ca đi em, thì ta sẽ nhìn lại một chút bài lý thuyết hôm trước. Phần lý thuyết hôm trước đó là bài Anken, cái hero bond số 2 mà ta được học. Anken là đồng đẳng là cái hero bond mà trong phân tử chứa một liên kết đôi, hay còn gọi là một liên kết pi đấy, và ở dạng cấu tạo mạch hở. Ở trong chương trình thì các em sẽ chỉ học một loại mạch vòng, đó là vòng benzen, còn đâu là sẽ học mạch hở hết nhá. Cho nên là một số trường hợp mà đề thi người ta không nói gì đến mạch vòng, mạch hở gì đấy thì các em tự hiểu nó là mạch hở luôn nhé. Về tên gọi của nó thì các em để ý rằng phần tên thông thường bao giờ cũng khó nhớ hơn. Đấy, nên ta cần phải có một chút lưu ý, làm đủ bài tập thì mới dễ nhớ được. Một điểm rất khác biệt ở trong phần đồng phân của Anken khi viết với Ankan ở bài tập hôm trước đấy, đó là phần đồng phân hình học, và đây cũng là phần anh yêu cầu các em phải về nhà xem đi xem lại rất là kỹ càng. Đấy, vì cái phần lý đồng phân hình học loài học sinh rất dễ hay quên, đấy, rất dễ nhầm lẫn, và chính xác là hay quên. Đấy, phần này là cái phần mà cũng khá ít có trong đề thi, thế nên học sinh là càng dễ quên hơn. Thông thường đụng tới lừa tới thì học sinh sẽ bị vướng khúc mắc. Nhìn chung thì tất cả các chất cứ xuất hiện có đối đôi, đấy, nghĩa là trong bài hôm nay là bài Alkalien là có hai đối đôi đấy, thì đều có một cái tỷ lệ có đồng phân hình học các em nhé. Điều kiện của nó như thế này, thì tí nữa thì trong quá trình viết đồng phân của Alkalien anh cũng sẽ đặt ra câu hỏi chất nào có đồng phân hình học, các em cũng cần phải nắm nắm được, trả lời được nhá. Rồi về tính chất hóa học của Anken thì nó là tính chất hóa học của phần liên kết đôi. Đấy, nghĩa là trong bài hôm nay chúng ta có Alkalien là có hai liên kết đôi, thì nó nói thật là bao gồm toàn bộ tính chất của phần Anken luôn. Anken có tính chất gì, Alkalien có tính chất đấy, bao gồm các phản ứng cộng với các chất. Cơ chế cộng đó là nối đôi ở đâu thì nó sẽ liên kết ở đấy. Đấy, cứ nối đôi ở đâu vỡ ra thì những cái thằng tham gia cộng vào nó liên kết ở đấy. Nếu như có nhiều sự lựa chọn thì sẽ phân ra thành chính phụ, và quy tắc ở đây gọi là quy tắc cộng Markov nhị cộng. Đấy, ưu tiên con bậc cao hơn làm sản phẩm chính. Đấy, các em cũng cần phải lưu tâm. Alkalien cũng sẽ có phản ứng trùng hợp giống như Anken, cùng nối đôi cả mà. Đấy, đây là phản ứng tạo ra các loại polymer. Đấy, cơ chế thì các em để ý rằng cũng gần gần giống như phản ứng cộng, tức là nối đôi vỡ ở đâu thì sẽ thừa ra liên kết ở đấy. Đấy, ví dụ như trường hợp C3 này chẳng hạn. Đấy, nó vỡ ra ở hai cái thằng carbon số 1 và carbon số 2. Đấy, cho nên là mạch polymer người ta phải vẽ nó khác khác đi một chút. Đấy. Phần phản ứng oxy hóa không hoàn toàn là một phần cũng rất khó nhớ. Đây là phản ứng dùng để nhận biết Anken cùng với dung dịch nhớp brom luôn, sẽ là hai cái thuốc thử để nhận biết Anken. Có điều dung dịch nhớp brom thì nhận biết cái phương trình phản ứng của nó viết rất là dễ, còn phương trình phản ứng của thuốc tím thì viết khó hơn. Anh có cho các em học thuộc lòng phương trình cân bằng, nó là 324 322, mục đích làm cho nhanh rồi. Tất cả các loại Anken khi phản ứng với cam một đôi 4 thì đều có tỷ lệ như thế này. Sang Alkalien thì rất là may là đề thi người ta không yêu cầu các em viết phương trình hay là cân bằng, chỉ cần lưu lưu hiện tượng là mất màu là được rồi. Đấy, nên là cũng cũng may hơn. Đấy. Nhìn chung thì với giới hạn chương trình trung học phổ thông thì đề thi sẽ không bắt các em gọi là đi quá sâu đâu. Không, thường thì anh hướng dẫn cái gì thì các em nắm được là sẽ thi được trọn vẹn. Điểm 10 thì không dám nói, nhưng điểm 9 là trong tầm tay. Đấy. Phản ứng cháy không có gì quá đặc biệt. Nước bằng CO2 và nó là CN2N thôi. Nếu cho mạch thở thì sẽ là anken, còn mạch vòng thì sẽ là cycloalkan. Rồi. Phần điều chế cũng cần ngó qua một chút nhá. Đấy, nội dung của bài hôm trước. Thì giờ ta sẽ đi vào bài hôm nay. Bài anca đi em. Từ DN ở đây tức là nối đôi. DN tức là có hai nối đôi. Đấy, thì các em cần phải lưu ý nhá, lưu ý bắt chữ. Đấy. Mono là một, D là hai mà. Đấy, DN tức là có hai nối đôi. Ta vào phần 1 La Mã luôn. Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp. Đấy, viết tắt các em nhé. Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp. À, thứ nhất đó là định nghĩa về khái niệm về Alkalien là hợp chất hữu cơ mạch hở trong phân tử có hai liên kết đôi, anh viết tắt nhá, có hai đối đôi ứng với hai liên kết pi đấy.
Ankan thì có công thức là CnH2n cộng 2 với không một đuôi đôi nào. Anken thì có một đuôi đôi thì mất đi hai hero là 2n. Đấy, còn Ankaden thì có hai đuôi đôi thì công thức chung của nó sẽ là 2n trừ 2. Các em vẫn cần ghi nhớ cho anh rằng một đuôi đôi sẽ ứng với hai hero. Hai đuôi đôi sẽ ứng với 4 hero. Đấy, đây là sự chênh lệch của nó so với Ankan, 4 hero. Còn so với Anken là chênh lệch 2 hero. Đấy, các em cần có nhớ một cái hệ thống thì nó sẽ dây mơ dễ nhà dễ má với nhau, nhớ một thằng Ankan thôi là ta sẽ liên hệ được sang các phần còn lại. Muốn được có được hai đối đôi thì n bắt buộc là phải từ 3 trở lên các em nhé, hay là bắt buộc là phải lớn hơn 2. Đấy. Ta sẽ lấy một cái ví dụ rất đơn giản với cái thằng Ankan bé nhất mà các em từng gặp là CC C. Đây là mạch C3 đúng không? Đấy, ở dạng thái là propan Ankan. Muốn nó là Ankan thì nó phải đổi hết các thành đối đôi. À, thành các phải có hai đuôi đuôi. Đây là một trường như này. Đấy, các em có thể vẽ thành C4 hình như này được. Tất nhiên là nó sẽ càng nhiều carbon nó sẽ càng có nhiều đồng phân khác nhau. Ví dụ đây là một Ankaden. Ta đang sử dụng dạng ký hiệu không điền hero. Đấy, việc điền hero các em phải tự điền nốt vào. Nó là C3H4. Đấy. Đấy. Hai thằng carbon đầu mỗi thằng có hai hero nữa này. Đấy, điền đầy đủ vào. Nhưng thông thường anh nói rồi, ngay từ buổi đầu dạy bài Anken này, thông thường ta sẽ bỏ bỏ qua cái phần hero, mục đích là trình bày cho nó nhanh thôi, ngắn gọn thôi. Rồi, ta sẽ viết đồng phân của Ankaden bắt đầu từ C3 các em nhé. C3H4 thì chỉ có một thằng thôi. Đấy. Chất này đọc tên là propadien. C3 ở trạng thái Ankan thì đọc là propan. Anken là propen, còn Ankadien thì đọc là propadien. Các em nghe thì nó khá là buồn cười, nhưng quả thật nó là như thế. Tên chính xác của nó là như vậy đấy. Tiếp theo đó là thằng C4H6. C4 thì quy tắc viết là các em cứ vẽ mạch thẳng trước, sau đó thì dãy nhánh. Nhưng trong trước khi dãy nhánh thì nhớ là cho cái nối đôi nó di chuyển đến các vị trí khác nhau. Anh lấy ví dụ với cái đồng phân thứ nhất là hai đối đôi sát nhau. Bây giờ các em có thể là dịch cái lối đôi ở bên ở giữa ấy, ra bên ngoài. Đây, đây sẽ là một đồng phân nữa. Đấy. Hoặc các em dịch tiếp cái thằng ở ngoài ở bên tay trái sát sát ở bên ngoài cùng. Đấy, đúng không? Đấy. Rồi, thạch thu. Em theo em thì cái đồng phân cuối cùng này đang được bôi đen này này thì nó sẽ trùng với đồng phân số mấy? Số 1 hay là trùng với đồng phân số 2 hay là không trùng? Đồng phân của C nối đôi C nối đơn C ạ. Rồi, nó sẽ trùng với đồng phân của thằng này các em nhé. Đây là cái vấn đề về gọi là góc nhìn đúng không? Đấy, các em cần phải để ý. Nếu nhìn theo kiểu là từ phải sang trái thì đồng phân số 3 sẽ đồng trùng với đồng phân số 1. Và quả thật, nó trùng thật. Đấy. Nhớ rằng các cái hình này ở trên các em đang nhìn trên màn ảnh hay là trên bảng hay trên vở, nó chỉ mang tính chất là ký hiệu thôi, còn trong không gian thì nó khác. Thế nên khi mà mình ký hiệu thì mình phải hiểu được cái quy tắc khi mình vẽ như thế, và để biết rằng những cái trường hợp nào mình vẽ thì nó trùng nhau. Dù trên giấy thì có thể khác nhau nhưng góc nhìn, những góc nhìn mà khác đi một chút thì nó thành là một, thì cần phải loại đi nhá. Đấy, nên là mạch thẳng thì ta chỉ có hai đồng phân này thôi. Đấy. Ở đây anh sẽ gọi tên luôn trước khi chuyển qua phần viết đồng phân ở dạng nhánh nhá. Đấy. Chất này là C4 cho nên đọc theo kiểu tên UPAC sẽ đọc là butadien. Nhưng các em lưu ý rằng cả hai chất này đều là C4 nên đều không thể có tên giống nhau được. Nó phải có thêm số chỉ để phân biệt. Ở đây sẽ là buta 12 dien. Giữa số với số thì cách nhau bằng dấu phẩy, giữa chữ với số thì cách nhau bằng dấu hành ngang. Đấy là quy tắc viết tên. Đấy là buta 12 dien. Tất nhiên chất bên dưới sẽ học thành buta 13dien. Được chưa? Đấy. Số 1 và số 2 biểu hiện cho vị trí của đối đôi ở carbon số 1 và con số 2. Chính xác hơn, đây là carbon nối giữa con số 1 và số 2 và con nối giữa con số 2 và số 3. Thì như trong bài Anken đánh lại một lần nữa, đó là nối đôi liên kết tạo bởi hai thằng carbon thì người ta sẽ ưu tiên chọn cái số carbon nhỏ hơn. Anh ví dụ đánh mạch chính của cái thằng carbon đồng phân số 1 của thằng C4H6 này thì bao giờ cũng đánh số 1 ở đầu đây. Đúng không? Gần vị trí nối đôi hơn. Đấy, số 2 ở đây. Đấy, thì cái nối đôi đầu tiên này này, người ta bao giờ được người ta cũng coi đó là nối đôi của carbon số 1.
ưu tiên thằng bé hơn. Đấy. Hay là ở cái vị trí nối đuôi số 2 này. Đấy, nó là nối đuôi giữa nối liền giữa con số 2 và con số 3 thì người ta sẽ luôn luôn nói nó là carbon nối đuôi ở vị trí số 2, không chứ không nói vị trí số 3. Tức là chọn thằng ưu tiên thằng bé hơn để nói để gọi tên. Thì đây là quy tắc mà các em cần phải ghi nhớ nhá. Nhớ là tên tuổi hay gì hết đều là quy tắc cả, địa danh thế đều là quy tắc hết, thống nhất với nhau là như vậy. Nên là các em cũng cần phải học được cái quy tắc này. Rồi, hết mạch thẳng thì ta chuyển qua mạch nhánh. Đấy. Nhánh thì có một C ở bên dưới này và các em vẫn phải lưu ý là phải thỏa mãn quy tắc đó là có hai liên kết đôi. Anh lấy ví dụ đây sẽ là một đồng phân. Thạch Thu thấy đồng phân này có lỗi lầm hay vấn đề gì không? Anh đồng 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 phân này là không. Ý em là không chính xác, vẽ không chính xác hay như nào? Cái này không có lỗi lầm gì. Tên bình thường đúng không? Em gọi được tên trước này không? À, không, em không biết đấy. 20 tin đúng không? Nhánh cái nhánh này 20 tin propadien. Bình có ý kiến gì không? Anh em nói không ạ? Nghe thấy nhưng mà rất nhỏ nhá. Alo, Có nghe thấy nhưng rất nhỏ. anh em nói Nói. gì ạ? Có nghe thấy. Rồi thì cái này thì nếu mà thêm hát vào ấy ạ thì em nghĩ là nó sẽ không đủ hát, kiểu cái này là C4 nhưng mà nếu mà thêm vào thì nó sẽ là kiểu 7 hát vậy ạ, nó sẽ quá cái số hát của cái Ok, kiểu cái mic này. hoặc là vặn lại dây giắc cắm đấy nha. Nghe khó nghe không? Nghe được câu được câu chăng? Nam nói xem. Đồng phân này có vấn đề gì không? Hay là bạn À, ấy gọi có tên thì đúng được chưa? cái này là không tồn tại ra, bởi vì Vì cái C này nó chỉ có liên kết là bốn liên kết thôi, đúng nhưng cái rồi, này nó hóa lại trị không được. 4 thôi Thạch Thu nhá. Các em để ý ở đây là C này đã là 5 hóa trị rồi. Thằng C ở chính giữa ấy, 5 hóa trị nên là không được. Nhưng nói cách khác là cái đồng phân mạch nhánh của AnKDN là không có, ở dạng C4 ấy là không có vì nó không thể thỏa mãn hóa trị được. Không vẽ được, nó chỉ có hai đồng phân này thôi các em nhé. Đấy, hai đồng phân cấu tạo này thôi. Được chưa? Đấy, ở đây thì anh nhắc lại về một tí về đồng phân hình học. Đấy, thì theo Nam ba cái đồng phân này, một đồng phân của C3H4 và hai đồng phân của C4H6 thì đồng phân nào là có đồng phân hình học? Em có nhìn được không? Em nghĩ là cái đồng phân thứ hai. Thằng này đúng không? À, vâng. Đúng không nhỉ? Thạch Thu theo em là đồng phân số mấy của đồng phân hình học? Em nghĩ là số 1. Đây đúng không? Rồi. Bánh chưng hình như cũng ảnh hưởng đến các em rồi. Ta cùng nhìn lại một chút về khái niệm đồng phân hình học nhá. Đây là định nghĩa về điều kiện xuất hiện đồng phân hình học. Trước tiên là biểu diễn dưới dạng là C đôi C và chia ra 4 hạng mục X, Y, Z, T. Trong đó thì hàng dọc phải khác nhau, X phải khác Y, Z phải khác T. À, thì chúng ta cùng vẽ nhé. Đấy. Với trường hợp của đồng phân C3H4 thì ta có hai nối đôi thì anh cũng sẽ phải vẽ ra làm hai vị trí. Đấy, ở đây anh xét vị trí nối đôi thứ nhất, thằng carbon nối đôi thứ nhất. Đấy. Thì X, Y của nó lần lượt là hai thằng hero. Đấy, các em nhìn thấy hai thằng này đều là hai thằng hero không? Còn bên này thì sẽ là một nhóm CH2. Anh xem nào. Một nhóm không, nó là hai, nó là nối đuôi luôn, nó còn không có ZT đấy mà. Đấy, thằng carbon số 2 của nó là nó lại liên kết nối đuôi luôn với thằng C, nó còn không có ZT thì lấy đâu ra đồng phân hình học hả? Thạch Thu. Đấy, trường hợp này em để ý có mỗi x ZT nó không không tồn tại cơ. Vì cái hai cái nối đuôi nó chập lại là một rồi. Có thấy không? Đấy, hay có các em có thể hiểu là hai nối đuôi liên tiếp nhau thì không bao giờ có đồng phân hình học đâu. Tương tự như thằng này cũng thế đấy. Các em nhìn này, đây này. À, nếu anh xét ở vị trí này nhá. Nối đôi vị trí này nhá. Thì các em nhìn đấy làm gì còn cái dãy nhánh nào ở đây? Hai nối đôi nó cùng chập vào một thằng C thôi, nó không có Z, không có T. Chưa kể đó là X cả Y lại trùng nhau, nhìn này, nối đôi đầu mạch hai thằng hero luôn luôn trùng nhau. Nối đôi đầu mạch là không bao giờ có đồng phân hình học. Được chưa? Hero bond ấy mà có nối đôi đầu mạch là sẽ không có đồng phân hình học.
Đấy. Hoặc là em sẽ đối đổi vị trí này như thế. Đấy. Thì em để ý rằng cái lối đôi x và y ở bên bên tay trái nó trùng là một rồi, đúng không? Đây này, x y nó trùng là một rồi, làm gì có hai thằng đâu. Đấy, thằng cuối cùng, thằng số 3 này mới là đồng phương hình học này. Đấy, đó là thằng thằng dưới cùng này cũng không đồng phương hình học luôn. Đấy, rất tiếc các em nhá. Như vậy cả ba chất này không chất nào có đồng phương hình học cả. Đấy, nói chung thì cứ nối đôi đầu mạch là không có đồng phương hình học. Đấy, hiển nhiên là như vậy. Còn chất cuối cùng này cũng không có nhá. Bạn nào mà viết chữ cuối cùng này có đồng phân hình học cũng là sai luôn. Nối đôi mạch không thể có được. Đấy, có một cái thằng là nối đôi giữa mạch cái thằng này này. Đấy, thì có hy vọng là có nhưng mà xy nó lại gắn là dính ra một rồi cũng không được. Nhìn chung là C4 không có đồng phân hình học nào cả ở trạng thái ankali đi. Bạn nào có câu hỏi gì không? À, dạ không ạ. Rồi, về tên thông thường thì các em sẽ chỉ có một cái tên thông thường của uta13 đi em. Chất này thì là nguyên liệu cơ bản để điều chế cao su làm lốp xe các thứ đấy, rồi các răng đai các thứ đấy. Đấy, là người ta đều làm bằng từ cái thằng buta-13-dien, cho nên người ta gọi nó luôn vắn tắt là buta-dien, mục đích là cho nó ngắn gọn nhá. Đấy, tên thông thường của nó, người ta bỏ luôn số chỉ của nó đi, cứ nói đến buta-dien là hiểu là buta-13-dien, chứ người ta không dùng buta-12-dien. Nguyên nhân thì tí nữa trong phần phản ứng trùng hợp đấy, tạo ra polymer thì các em sẽ thấy rằng tại sao cái thằng buta-13-dien này được áp dụng còn cái thằng buta-12-dien thì lại không được dùng. Đấy. Rồi, đây là thằng C4 này. Để tiếp tục với đồng phân của anken ở trạng anca-dien ở trạng thái C5. C5H10 là anken, đây là C5H8. Đấy, thì cũng giống như tất cả đồng phân, thì ta cứ đi lần lượt từ mạch thẳng sau đó đến mạch nhánh. Nhớ là trong mỗi loại mạch thẳng khác nhau, mạch nhánh khác nhau, nhớ phải cho các vị trí nhóm chức chạy, tức là lối đôi nó phải chạy được vậy. Đấy, anh hay cho lối đôi hai lối đôi ngay ban đầu luôn nhá. Đấy, quy tắc đấy, kinh nghiệm. Còn các em có thể đi từ phải sang trái cũng được, anh hay từ trái sang phải để cho hai lối đôi ở vị trí đầu luôn. Đấy, đây là một đồng phân bắt đầu dịch chuyển các vị trí lối đôi để các em nhìn để bắt chước theo. À, đây bắt dịch sang bên bên trái một cái này, à, dịch sang bên phải một tí này đúng không, rồi kéo tiếp ra ngoài tiếp nhé. Đấy, cố định một đối đôi và cho một đối đôi di chuyển, phải chưa? Đấy, đây là ba đồng phân và chắc chắn là nó không giống nhau đâu. Đấy, các em cứ ngắm mà xem. Đây là loại đồng phân kiểu kiểu thứ nhất. Đấy, dịch chuyển đôi thứ nhất. Kiểu thứ hai đó là bây giờ thay vì cho đối đôi ở vị trí đầu này thì anh sẽ dịch tiếp cái thằng đối đôi ở vị trí đầu này sang bên này. Đấy, thành kiểu như này. Đây sẽ là hai đối đôi ở bên trong. Bài ankadien này thường hỏi tối đa đến C5 thôi. Đến từ C6 C7 trở lên thì nhiều đồng phân lắm. May ra các em đi học sinh giỏi thì mới bắt đầu có đồng phân về C6 C7 của ankadien. Hỏi C5 thôi. Được chưa? Các em lưu ý một số đồng phân bị trùng nhau. Ví dụ các em đi đối đôi ở đây. Đấy, nhưng đối đôi cuối cùng lại trò ở đây. Đấy, thì chất này các em để ý nó sẽ bị trùng. Đấy. Nhớ rằng đối đôi ở đầu bên phải thì nó cũng sẽ trùng với đối đôi ở đầu bên trái đó. Đấy, cho nên trang này chắc chắn là sẽ trùng với một trong ba thằng này, bởi vì anh nhìn từ phải sang trái thì cái chất này này nó cũng là đối đôi đầu mạch. Đấy, thế nên nó sẽ trùng với một trong ba thằng này, đây nó chính là trùng với thằng này này. Đấy, hai thằng đỏ này sẽ trùng nhau các em này, thấy không? Đấy, phải có con mắt nhìn một tí nhá. Đấy, không thì tí nữa gọi tên thì các em cũng sẽ thấy nó trùng nhau. Đấy, đánh số chỉ carbon nhá. Hay là xác định mạch chính nhá. Đấy, nếu xác định mạch chính của cái chất này, C1 chắc chắn là phải ở bên tay trái rồi vì nó gần nối đôi hơn đúng không? Đấy, còn chất này bạn nào đánh số 1 ở bên tay trái thì sai ngay vì nó không gần nối đôi. Đánh số 1 phải ở đầu bên tay phải vì nó mới lây mấy bên này, nó mới là bên gần nối đôi. Đấy, cho nên chất này là sẽ là penta 1 2 3 penta 1 3 đen. Đây thế này, penta 1 3 đen này. Em ấy trùng tên cho. Đấy. Đây là một trong những kinh nghiệm nhá. Đấy. Ừ. Rồi. Như vậy ở dạng mạch thẳng người ta sẽ chỉ có bốn đồng phân. Đấy, đồng phân cấu dạng. Hết mạch thẳng thì ta sẽ chuyển qua vẽ mạch nhánh nha. Từ C5 là mạch thẳng thì bây giờ mạch nhánh sẽ chỉ còn 4 carbon. Mạch nhánh sẽ chỉ còn 4 carbon và một carbon còn lại sẽ được làm đóng vai trò là nhánh. Đấy, thì các em để ý rằng nhánh nó sẽ có hai vị trí đính ở con số 2 hay con số 3. Đấy, nhưng mà hai vị trí này các em lưu ý là nó trùng nhau. Đính bên tay trái hay bên tay phải, số 2, số 3 đều trùng nhau.
Thế nên khi tí nữa khi vẽ đồng phân ấy, thì các em đừng cho nó thêm một cái nhánh nữa ở vị trí số 3 làm gì cả, mất công kiểu gì nó cũng trùng. Đấy, vì ngay khi mình phân bổ nhánh này thì điền đâu đấy cũng thấy nó như nhau, đúng không? Đấy. Rồi sau khi vẽ nhánh xong thì các em lại điền hai nối đôi. Đấy, nó sẽ có trường hợp như sau. Đây là nối đôi ở đây này. Đấy. Nếu mà các em điền nối đôi ở đây nữa nhá. Đấy, giả sử nếu như mà các em điền nối đôi ở vị trí này đó. Dạ. Vâng. Rồi, nếu như mà các em điền ở vị trí này, Thạch Thu có phát hiện ra chất này, nếu như hai đối đôi điền ở vị trí này thì có vấn đề gì xảy ra không? Em nghĩ là nó bị thừa Thừa cái gì? thừa cái gạch kia, thừa hydro, Nó gọi là thừa hóa trị nhưng không phải thừa hydro. Đấy. Khi hóa lấy trị. carbon ở vị trí trung tâm nó sẽ có tới 5 hóa trị. Mà ta biết rằng thì carbon thì tối đa là 4 hóa trị thôi. Có những thằng mà có 3 hóa trị hoặc là 2 hóa trị, ví dụ thằng này 3 hóa trị thì chẳng qua là ta chưa điền hydro thôi, đúng không? Đấy, nên mà nhìn thì nó có 3 hóa trị thôi. Nghĩa là thằng này nó sẽ có một hydro đấy. Đúng không? Còn thằng nào mà điền 4 hóa trị thì là không có hydro xung quanh, ví dụ thằng này là không có hydro xung quanh này. Đấy, thằng nào nữa? Thằng này không có hydro xung quanh này. Đấy, còn thằng nào mà có 5 hóa trị thì sai chắc rồi. Đấy, ví dụ ông này có 5 hóa trị thì chắc chắn là sai. Thế nên là điền đối đôi ở vị trí như thế này là không được. Mạch carbon thì được nhá. Nhưng mà vị trí đối đôi như này chưa được. Thế bây giờ phải sửa đi một chút. Đấy, thì ta sẽ phải sửa đó là bê cái đối đôi ở một trong hai vị trí chuyển đi chỗ khác. Anh lấy ví dụ chuyển cái thằng ở giữa này, tức là cố định thằng đầu đấy, chuyển thằng giữa này về về đằng sau. Đấy, thì chất này chắc chắn là được và chắc chắn không trùng với ai cả vì mạch này là mạch nhánh, còn trên này là mạch thẳng. Đây rõ ràng có một cái nhánh, đúng không? Đấy, đây là một trường hợp. Rồi. Và bây giờ ta sẽ còn một cái trường hợp nhánh nữa. Các em nhìn xem mà nó sẽ có bị trùng không nhá. Đấy, đó là hai đối đôi anh đều dồn hết về phía bên tay phải. Tất nhiên là cái nhánh này vẫn để nguyên ở đây. Đó, nhánh nối đơn. Các em mới vẽ thằng này nối đôi thì nó cũng sẽ trùng thôi nhá. Nối đôi ở vị trí này này, hay là vị trí này là như nhau đấy. Đấy. Nhìn chung là các em hoàn toàn trong cái bài vẽ này hoàn toàn các em có thể ngồi vẽ tứ tung ngũ hành cũng được, nhưng nhớ sau cùng những thằng nào trùng nhau là thì phải bỏ đi, và sau khi bỏ đi nhiều lần như thế thì các em bắt đầu mới có cái cách vẽ nó không nghi ngờ gì nữa. Đấy, tin tay chứ còn đôi bây giờ có thể là các em chưa tin lắm, các em cứ nghĩ rằng là vẽ thêm sẽ có thêm đường phân, cứ thử đi rồi sau đó gạch xóa đi cũng được, không có vấn đề gì cả, nó sẽ giúp cho các em có một cái niềm tin nó sâu sắc hơn. Rồi nào Nam nói xem cái đồng phân này nó sẽ bị trùng với đồng phân số mấy? À, có bị trùng với đồng phân ở trên này không? À, không ạ. Đấy. Và nó có thỏa mãn không? Nó có à? À, chính xác nhá. Đấy, nếu như đánh số chỉ vị trí thì các em đánh sẽ đánh số 1 ở bên tay trái hay bên tay phải? Theo Nam. Vẫn em à? Em nghĩ là đánh bên tay trái ạ. Đánh bên tay phải em nhá, số 1 đầu này nhá. Tức là nhánh là không được ưu tiên bằng vị trí nhóm chức. Được chưa? Đây cũng là một quy tắc. Đấy, nghĩa là ưu tiên nhóm trước hơn. Đấy. Còn ở ví dụ ở ở ở trên này thì chắc chắn ở đây phải là số 1 rồi. Vì hai đầu nó đều là có lối đôi thì khi đấy bên này có nhánh thì phải ưu tiên hơn. Đúng không? Đấy, nhưng nếu ở bên này mà lại phải phải lựa chọn giữa nhánh và nhóm trước thì chắc chắn em phải lựa chọn giữa nhóm trước nhá. Đấy, nhóm trước đó là cái thứ gọi là được ưu tiên hơn. Cái này cũng là quy tắc do con người đề ra thôi, những bậc tiền bối đi trước đề ra thôi. Ta học sinh hậu bối theo sau thôi. Đấy. Nên là các em có hỏi vì sao thì đấy là lý do đấy. Rồi, đây là sẽ là toàn bộ phần đồng phân của thằng C5H8. Nó còn một cái mạch hình neo nữa nhưng mà nó sẽ không đủ hóa trị. Đấy, các em có nhớ nhớ cái hình neo penta nào. Đấy, không thể đủ hóa trị được đúng không? Một đối đôi cũng không được, chứ đừng nói là hai đối đôi. Đấy là không vẽ nhá. Đấy. Rồi đây là 5 đồng phân của Anca đen của C5H8. Nào, Nam nhìn xem đồng phân số mấy sẽ có đồng phân hình học. Em có nhìn ra không? À, theo em là đồng phân số 4 ạ.
1, 2, 3, 4. Đúng phân này à? À vâng. Có bạn nào có ý kiến khác không? Theo Bình đúng phân số mấy? Hơi hơi nghe thấy đấy. Đấy, nên là các em cần rất phải học lại cho anh cái phần đồng phân hình học nhá. Trước nói rồi, đồng phân hình học không phải là phần dễ đâu. Đấy, cũng không muốn luyện kỹ là đến lúc làm bài trắc nghiệm sai hết đấy. Cứ tính nhiên đồng phân hình học là sai. Thạch Thu em có nhìn ra chất chất số mấy của đồng phân hình học không? Bạn Nam thì ở đồng phân số 4. Em thì nói đồng phân số mấy? Em không biết đấy. Đấy. Đấy, Anh em rồi. nói lại anh Nói đi mình, à nói đi Nam. à, em nghĩ là số 2 anh ạ. chỗ này đúng không? À, vâng. hết chưa À, hết rồi. số 2 nó có hai đối đôi, đó đối đôi số 1 đấy, và đối gọi đối đôi bên tay trái đi, và đối đôi ở giữa thì theo em là đối đôi ở vị trí nào thì có đồng phân hình học À, nối đôi giữa. rồi thôi cũng được, coi như may là có một ông hiểu được bài đấy, biết vận dụng đúng chính xác, chỉ có một cặp này có đồng phân hình học thôi nhá, đấy, tức là chỉ có một đồng phân hình học thôi. Rõ chưa? Cái gì bây giờ phân tích tí nhá. Thì hai bạn kia nhìn cho nó rõ này. Ví dụ đầu tiên là anh xét cái chất số 1 nhá. Đây là cái chất đây là penta 12 đen này này. Đấy. Thì ở đây ta sẽ phải vẽ nó ra thành cái hình mô hình XYZT giống như vậy. Đấy thì ở đây anh ôm cái bộ khung này lại là một này. Là một cái nhá. Mỗi một chất thì phải vẽ lại, phải 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 ban đầu thì vẽ, sau thì tưởng tượng, rồi bẻ ra YZT. Đấy thì em để ý hai cái thằng XY bên đầu này nó đều là hai thằng hydro, đúng không? Đã trùng nhau là không được rồi, thế nên nhớ là cái nối đôi đầu mạch của Anmer đây là bỏ luôn, vì hai cái thằng hydro giống nhau. Giả sử nó đến clo vào cơ thì may ra còn có thể thì đối đầu mạch còn được, nhưng mà hydrobon thì nó toàn hydro rồi thì cứ nối đôi mạch là bỏ luôn, nên vị trí này chắc chắn là không được. Hiểu chưa? Đấy, vị trí này không được thì mình bắt đầu mình lại mò sang vị trí tiếp theo và lại vẽ ra xem x, y, z, t của nó là cái gì. Đấy thì em phải nhìn xem x với y nó lại dính là một, nó lại trùng được cái thằng carbon ấy. Nó có mỗi x chứ không có y, hay hai thằng đính là một thì cũng không được. Hàng dọc là phải khác nhau, x phải khác y. Hiểu chưa mình? Nghe hiểu chưa hả mình? Thạch Thu có ý kiến gì không? Em không. Rồi. Còn chất số 2 này cũng tương tự như thế. Nối đôi đầu mạch coi như bỏ qua luôn. X, Y trùng nhau rồi còn đâu. Đấy, còn xét cái thằng nối đôi ở giữa giữa này. Thì các em để ý rằng đấy, X, Y nó rất là rõ ràng khác nhau. Đây là X là C đối đôi C. Còn Y là còn một thằng hydro mình chưa viết đấy. Đúng không? Đấy, bỏ khuyết hydro chính là chưa viết, còn một thằng hydro nữa. Bên này thì X à, Z là thằng carbon, còn T là một thằng hydro nữa chưa viết. Nó khác nhau. Thế nên được. Nhớ là hàng dọc khác nhau là được nhá. Hai thằng hydro giống nhau không sao cả. Y và T giống nhau không sao cả. X khác Y, Z khác T là được. Để cho các trường hợp còn lại cũng tương tự như vậy, nối đôi mạch bỏ qua. Đấy, ở đây ta có một cái đôi giữa mạch của thằng này này. Đấy. Nhưng mà rất là tiếc là đầu Z và đầu T lại trùng là một, lại chập là một, nên cũng không được. Đấy. Hoặc là đầu này như thế. À đây đây có một đồng phân hình học nữa này, ai bảo không? Đây có cái này, dò từng cái một nhá. Đúng chưa? Đấy, các em để ý làm gì có đâu anh. Có chứ. À anh xin lỗi không, chỗ này cái này. Kia là bốn rồi. Đúng rồi, đây đây hai thằng này chập lại là một rồi, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, chỗ này không được nhá. Đấy, chính xác. Rồi, dưới này đúng thật không thằng nào được. Như vậy chỗ này ta cũng chỉ có một đồng phân hình học, ngó lại một tí xem nào. Đúng rồi, chỉ có một đồng phân hình học thôi nhá. Rồi, có bạn nào có câu hỏi gì về đồng phân hình học không? Hãy chất lại thế này, các em nhìn này, x trùng y này, hai thằng CH3 là x y giống hết nhau, không được. Được chưa? Rồi, phần gọi tên thì ở đây anh gọi tên một thằng, hai cái thằng À, một gọi tên một thằng duy nhất thôi nhá.
gọi đâu các thằng khác không quan trọng lắm thì các em về nhà tự gọi tên. Đấy. Đó là cái thằng 20 tim Buta 13 đi em này. 20 tim Buta 13 đi em. Đấy, chất này là chất là nguyên liệu tạo ra một loại cao su giống như là cao su ở mủ cây cao su, hay người ta còn gọi là cao su thiên nhiên. Đấy. Hay các em có thể hiểu là monomer của cao su thiên nhiên thì nó sẽ có công thức như thế này. Đấy, cao su ở mủ cây cao su mà người ta rạch cái thân cây cao su cho nó chảy nhựa ra đây. Đấy. Đây gọi là cao su C5, đấy, cao su C4. Cao su C5 thì nó có độ thường làm dùng đệm mút. Đấy. Còn nó gọi có thể hiểu là dẻo hơn hay là đàn hồi tốt hơn. Còn cao su C4 thì nó là kiểu bánh lốp xe bò ấy. Đấy. Đấy, thì tên này là tên UPAC. Người ta thường gọi nó bằng cái tên thông thường đó là isopren. Được chưa? Đấy, thì có hai cái tên các em sẽ gặp rất nhiều trong bài alkaline và gần như chỉ gặp mỗi hai thằng này thôi. Một là butadien, hai là isopren. Hai thằng này là nguyên liệu chính để điều chế ra các loại cao su mà các em thấy trên thị trường. Hoặc là C4 thì là butadien, hoặc là C5 là isopren. Nguyên liệu chính vẫn là hai thằng này, cho nó pha chế kết hợp thêm những thằng khác. Được chưa? Nói đến cao su là bao giờ cũng nói đến bài alkaline nhé. Đấy. Lớp 12 các em sẽ có một bài gọi là bài tổng hợp về polymer. Nó sẽ là ôn tập toàn bộ các loại polymer từ những bài học bây giờ này. Đấy. Từ cái bài hôm trước là bài alken, PE, PP đấy, PVC đấy. Đấy. Rồi là cao su này. Học tổng hợp hết các bài lại thì thành bài cuối cùng của lớp 12. Đó là bài tổng hợp về polymer. Thế là ngay từ bây giờ thì các em phải có cái sự ghi nhớ. Đến đấy thì mình chỉ cần ôn lại, lướt qua cái là mình đã nắm được vấn đề rồi. Lúc ý mới học lại từ đầu thì chết, không ai học được cả. Nhiều lắm. Phải đến mấy chục loại, tầm khoảng độ 20 loại polymer khác nhau. Và các em phải thuộc lầu lầu các loại đấy. Muốn thế thì phải nắm được, hiểu biết và thuộc ngay từ bây giờ. Đấy. 25 cơ mà, đúng không? Học từ bây giờ 25, 20 loại quá nhàn. Đấy, chia nhỏ ra. Rồi, hai cái thằng buta-13-dien và isopren này, người ta gọi là alkaline liên hợp. Nghĩa là cứ có một đối đôi, một đối đơn rồi lại một đối đôi, đơn đôi à đôi đơn đôi đấy, gọi là alkaline liên hợp. Và sau này thì các em sẽ thấy rằng tí nữa ở phương trình phản ứng của gọi là kể cả phản ứng cộng cũng có, và đặc biệt ở phản ứng trung hợp thì các em mới thấy sự liên hợp của nó ảnh hưởng đến phản ứng thú vị như thế nào. Đấy. Rồi về phần đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của alkaline, có bạn nào có câu hỏi nào khác không? Tên gọi dễ nhớ đúng không? Đấy, và số lượng thì cũng rất là giới hạn. Ta chỉ học hai loại, đó là butadien và isopren là chính yếu. Viết đồng phân thì viết đến C5 là dừng lại rồi. Đấy, nói thật là khá là nhàn. Đồng phân của nó thì các em vì mạch đến C5 thôi, cho nên là cũng không phải viết quá nhiều. Các em có thể về nhà tự luyện C6 và gửi cho anh phần đáp án thì anh check cho em nhé. Đấy, còn phần bài tập hôm sau hãy học ngay lập tức bài alkin. Thế nên là tờ bài tập nó sẽ tờ bài tập chung tổng hợp. Phải hai hôm nữa mới có. Rồi, phần 2 là mã tính chất vật lý. Tính chất vật lý của alkaline, alken, alkin thì đều giống nhau hết. Nên là nếu có học thì cũng chỉ là ôn tập và nhắc lại. Thạch Thu, em có nhớ tính chất vật lý là gì không? Nào, rắn lỏng hay khí? Em thấy là alkan. Đúng, alkan, alkaline, alkin, alken giống nhau hết. Khi trùng hợp thì nó mới tạo ra cao su. Chứ còn đâu ở dạng monomer thì nó, tính chất vật lý không có sự khác biệt đáng kể. Đây sẽ là nhấn nhắc lại thứ 3 Thạch Thu nhá. Em không được phép quên nữa đâu. Đấy, anh ở một cách để cho các em không bị quên đó là trong một tuần các em phải dở ra phần lý thuyết cho anh ít nhất xem lại 2 lần. Đấy, các phần lý thuyết về các cái bài này anh đều ghi gửi lại cho các em trong nhóm và các em buộc phải ghi chép vào trong vở nữa. Đấy, giờ vở ra xem. Đấy, ít nhất 2 lần trong một tuần, như thế thì nó mới có cái sự dáng lưu trữ vào đầu được. Thì cái nói thật, tính chất vật lý này trong các bài tập trắc nghiệm người ta mới gặp, nhưng mà không thể gặp 100% được. Đấy, thì việc tự ôn tập là cái điều tiên quyết để giúp cho các em có thể nhớ được. Rồi,
từ C1 đến C4 là khí. Ở đây thì vì không có C1 nên tao sẽ bắt đầu từ C3. C3, C4 là khí. Từ C5 đến C17 là lọc. Còn lại là rắn. Cũng nhẹ hơn nước và không tan trong nước. Đấy, rất quen thuộc thôi đúng không? Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy tăng dần theo số carbon. Cái tắt nha. C càng to thì càng tốn nhiều năng lượng để chuyển hóa nó thành vật chất từ dạng lỏng thành dạng khí, rồi từ dạng rắn thành dạng lỏng. Tăng dần theo số carbon. Vân vân ở bên bay. Các em xem kỹ lại phần kia nhá. Đấy, rồi nó có thêm là mạch thẳng thì có sẽ có nhiệt độ sôi lớn hơn mạch nhánh. Đấy. Thế thôi, ghi phần tắt này nhá. Đừng để quên nhá, những cái này cứ lặp đi lặp lại mãi. Nhồi trong phần bài tập tính toán đụng tới này, các em quên thì mất điểm, có khi mới bắt đầu mới là nhớ được. Đấy. Thay vì người ta cho giới hạn số carbon là C4, người ta cho một hydrobon hay là cho hỗn hợp hydrobon là dạng khí chẳng hạn. Đấy. Xong rồi đáp án nó cài C5 mà xong rồi cuối cùng người ta tức là ra C trung bình, buộc các em chọn giữa C4 và C5 chẳng hạn, kiểu kiểu như vậy. Đấy, mà các em lại gồm chọn có bao gồm ở C5 thành xanh ngay. 3 năm á, tính chốt học. Phần này đích thị là phần quan trọng nhất của bài hôm nay rồi. Đấy, vì cái phần tính chất vật đường lỏng vân danh pháp này thì cái phần đồng phê hình học này nói thật đó là kiến thức cũ của bài Anken. Đấy, hoặc là các em bài Anken chưa hiểu rõ lắm, hoặc là các em quên mất rồi, thì đây là cơ hội để nhớ ôn tập nhớ lại đấy nhá, chứ còn không phải kiến thức mới đâu. Tính chất học đây mới là phần kiến thức mới của Anca đi em. Đấy, thì trước tiên thì ta sẽ phải ghi là nó có đầy đủ tính chất học của Anken lại nhá. Đấy, tức là nối đôi đấy. Đấy, cộng thêm một vài cái nữa nhá mà Anken không có. Hai đối đôi tất nhiên là phải có nhiều thứ hơn một đối đôi. Để cho nên là phần danh mục tính chất học của nó thì các em để ý cũng na ná như nhau. Một nhỏ nó là phản ứng cộng, đây cũng là phản ứng quan trọng nhất của các hợp chất hữu cơ của đối đôi. Đấy. Cộng thì ở đây ta vẫn có là cộng hydro, cộng HX, thông thường các em hay gặp là HCl và HBr. Đấy. Rồi là HOH tức là nước. Đấy. À, ở trong phần này người ta giới hạn không cần, không yêu cầu các em cộng với nước nhá. Đấy. Vì nó sẽ sinh ra một số sản phẩm kém bền. Nói chung là đề thi người ta giới hạn. Đấy. Với alkaden thì chỉ cộng với hydro hoặc HCl, HBr thôi. Đấy. Không yêu cầu viết cộng thêm nước. Đấy. Nó sẽ có hai kiểu phản ứng cộng khác nhau. Đấy. Đó là theo tỷ lệ mol 1:2 hoặc là tỷ lệ mol 1. Đấy, thì đây sẽ viết cho các em hai kiểu. Ta là toàn việc toàn với C4H6 ở trạng thái butadien và isopren thôi. Dễ thì đề thi ở trạng thái ban cơ bản thì hay hỏi với alkaden là C4H6. Còn nâng cao hơn một chút thì sẽ hỏi đến C5H8 tại isopren. Đề thi đại học thì thường là hỏi cả hai. Đấy. Rồi, trường thứ nhất là cộng với hydro. Đấy, thì các em lưu ý rằng nó sẽ có hai kiểu tỷ lệ, hoặc là tỷ lệ 1:1 hoặc là tỷ lệ 1:2. Thì ở đây anh sẽ viết với từng trường hợp một nhé. Nó sẽ mỗi một trường hợp thì nó sẽ ra những cái sản phẩm khác nhau. Trường thứ nhất đơn giản là ta cộng với hydro cho dư đi tỷ lệ 1:2. Mỗi đối đôi sẽ xơi một hydro. Đấy. Và hai đối đôi xơi hai hydro vỡ ra bốn liên kết, bốn thằng hydro đắp vào đấy nó thành cái thằng alkan mạch thẳng cực. Đấy. Ban đầu thẳng thì cuối cùng đây cũng vẫn là thẳng. Đấy. Xúc tác là Liken nhiệt độ. Được chưa? Các em có thể viết ở dạng trong tính toán, có thể viết ở dạng công thức phân tử. Nghĩa rằng các em có thể viết thành C4H6 cộng 2 hydro ra C4H10, mục đích là làm cho nhanh. Cũng được nhá. Không có vấn đề gì cả. Có điều với hydro thôi thì có thể là dễ hiểu và dễ chấp nhận, nhưng với trường hợp của HX ta lại viết luôn ví dụ với từ từ đã, với hydro tỷ lệ 1:1 và 1:2 trước đã. Đấy, cứ làm lần lượt nhé.
Nếu tỷ lệ mol 1:1 với tỷ lệ mol 1:1, tức là ở đây người ta chỉ cung cấp cho một hydro thôi. Đấy, thì nó sẽ lựa chọn một trong hai vị trí, và trong hình này thì các em để ý rằng cái thằng C4H6 ấy thì nó là thằng đối xứng, cho nên là ở hai vị trí thì vị trí nào vỡ ra thì cũng như nhau, thế nên là các em sẽ có một sản phẩm đấy nhá. Đấy, như thế này. Đấy, đây là tỷ lệ mol 1:1. Xúc tác trong trường hợp này sẽ là Panadi trì carbonat. Tê độ. Đấy, thì các em lưu ý rằng xúc tác khác nhau nó cũng sinh ra những cái sản phẩm nó khác nhau. Được chưa? Ở đây sẽ viết thêm với trường hợp của C5 để các em có một cái nhìn nhận là thấy rằng C5 bao giờ nó cũng khó hơn. Đấy. Anh viết với tỷ lệ mol 1:1 thôi nhá. Thì tỷ lệ mol 1:2 nó không có gì để bàn bạc cả. Chất này mà tác dụng với hydro theo tỷ lệ mol 1:1 thì các em lưu ý rằng sản phẩm của nó có sự khác biệt. Đấy. Thì bây giờ các em để ý rằng hydro bây giờ sẽ làm phá vỡ vào vị trí nối đôi thứ nhất hay phá vỡ vị trí nối đôi số 2, hay là bên trong hay là bên ngoài đấy. Đấy, thì các em để ý rằng cái chất isopren này nó khác với cái thằng butadien ở điểm đó là nó bất đối xứng. Đấy, trục đối xứng của cái thằng alkadien C4H6 thì các em để ý nó là cái đường nằm giữa hai thằng C. Còn thằng này thì thậm chí nó không có trục đối xứng luôn. Đây không phải trục đối xứng của nó. Nghĩa rằng nếu như phá vỡ đối đôi ở vị trí bên tay phải này, nó sẽ sinh ra một sản phẩm khác phá vỡ đối đôi ở vị trí bên tay trái. Đấy là sự khác biệt các em cần phải lưu ý. Như thế nó sẽ tạo thành hai sản phẩm đúng theo kiểu hợp chất hữu cơ rồi. Đó là trong các phản ứng thì thường sinh ra nhiều sản phẩm khác nhau. Đấy. Ví dụ trường thứ nhất đó là đối đôi ở vị trí bên tay trái bị phá vỡ. Đấy, thì nó sẽ sinh ra sản phẩm như thế này. Đấy. Còn nối đôi bên tay phải bị phá vỡ thì nó sẽ lại sinh ra sản phẩm như thế này. Và hai chất này chắc chắn là cũng khác nhau. Một trường hợp là nối đôi rất là gần nhánh và một trường hợp là nối đôi xa nhánh. Đấy, thì hai trường hợp này khác nhau. Các em khi gọi tên thì cũng thấy rằng là khác nhau. Đấy, hai trường hợp này khác nhau nhá. Đấy. Trường hợp này thì người ta gọi đây là sản phẩm cộng. Viết tắt nha các em nhé. Đây gọi là sản phẩm cộng 1:2. Gọi là sản phẩm cộng 1:2. 1:2. Còn bên dưới này thì gọi là sản phẩm cộng 1:4. Đợi anh chút, đây gọi là sản phẩm cộng 3:4 nhé. Rồi. Có bạn nào có câu hỏi gì về các sản phẩm cộng này không? Rồi, các phản ứng sản phẩm cộng diễn ra đều hết sức bình thường đúng không?
Đấy, bây giờ ta sẽ đến một cái kiểu sản phẩm cộng bất bình thường nhá. Đấy. Ví dụ đầu tiên là với cái trường hợp C4 thôi, khi cộng hydro với điều kiện nhiệt độ nó khác đi một chút, tỷ lệ 1:1. Đố các em biết bằng cơ chế nào nó lại tạo ra cái sản phẩm mà có đôi đuôi ở bên giữa như này. Một bạn nói xem, Nam nói xem, theo em xảy ra theo cơ chế nào mà đôi đuôi lại nhảy vào giữa? Cái này là thì em cũng không biết ạ. Anh nhắc lại một chút ở cái phần lý thuyết bên trên nhé. Đấy. Với sản phẩm cộng 1:4 hay là sản phẩm cộng 1:2 hoặc là sản phẩm cộng 3:4 thì vỡ ở đâu thì hydro tấn công vào đấy thôi, đúng không? Ví dụ với trường hợp thứ nhất này, đó là lối đôi ở vị trí số 1 này nó bị vỡ ra thì hydro tấn công vào đây làm vỡ lối đôi thì nó biến thành cái chất như bên này. Rất dễ hiểu đúng không? Đấy, còn hai trường bên này cũng vừa nói rồi, lối đôi vừa bị vỡ ra ở chỗ này thì nó thành cái trường này. Còn lối đôi mà bị vỡ ra ở điểm này thì nó thành chất này. Đúng chưa? Đấy, còn đối đôi mà tự nhiên chạy vào giữa thì nguyên nhân đó là đồng thời vỡ ra cả hai thằng này luôn kem ạ. Đấy, cả hai thằng này lối đôi đều bị vỡ ra thì nó sẽ thừa ra thành 4 liên kết, 1 2 3 4 liên kết bị vỡ ra. Đúng không? Nhưng trong đó thì lại chỉ có hai thằng hydro thôi. Ta đang ép thì để em 1:1, chỉ có hai hydro thôi. Thế thì hai thằng ngoài cùng này sẽ là hai thằng được cung cấp hydro kem này. Tí nữa thì nó sẽ là HX, tức là HCl, HBr đấy, và cả cái thằng Br2, X2 đó, Br2 và Cl2 đó, cho ghi sót thằng X2 đấy. Được chưa? Đấy, thì hai thằng ngoài cùng này sẽ được cung cấp hydro, còn hai thằng ở giữa không làm gì được, phải bắt tay nhau vào để tạo ra liên kết bền hơn. Đấy, thì đây gọi là phản ứng theo kiểu liên hợp, tức là tỷ lệ 1:1 nhưng lại đồng thời vỡ ra cả hai mối liên kết để đính ở hai đầu, còn hai thằng ở giữa thì bắt tay nhau. Đấy. Thì nói thật đây cũng là một trong những cái tình cờ của nhà con người người ta tìm ra được. Đấy. Những cái chất alkali liên hợp thì mới có cái kiểu như thế này. Còn những cái thằng mà không phải alkali liên hợp, hay là anh lấy ví dụ những cái chất cuối cùng này, nó không bao giờ có chuyện nối đôi nhảy vào giữa hay là dịch chuyển như thế. Đấy, không gọi là liên hợp. Đấy, thì liên hợp nó mới tạo được cái nối đôi vào giữa, tạo ra một cái kết cấu rất là đặc biệt khi mà tạo thành polymer. Còn monomer của nó thì các em mới thành như này nhá. Hiểu vấn đề chưa nhỉ? Nam có câu hỏi không? Anh ơi. Nói đi. Tại sao nó lại không xảy ra giống phương trình ở trên ạ? Nó xảy ra cả theo ở trên và cả theo ở dưới em ạ. Nghĩa rằng khi em cho butadien, tức là thằng C4 ấy, phản ứng với hydro theo tỷ lệ mol 1:1 nhá. Tỷ lệ 1:1:2 chắc chắn ra trên này rồi. Ở đây ta đang xét tới tỷ lệ mol 1:1. Đấy, thì nó sẽ ra đồng thời cả hai sản phẩm đấy em ạ. Được chưa? Đấy, nó ra cả đối đôi ở vị trí bên ngoài, tức là sản phẩm cộng 1:2, hoặc là đối đôi nhảy vào giữa, sản phẩm cộng 1:4. Chứ không phải sinh ra một trong hai thằng nào cả. Tùy thuộc vào các điều kiện khác nhau thì nó sẽ sinh ra các sản phẩm khác nhau, và tí nữa ta sẽ ghi các điều kiện nhé. Đấy. Để các em ghi nhớ cũng sẽ có điều kiện. Hỏi thêm gì không Nam? Dạ không ạ. Ta viết nốt về trường hợp của C5 nhé. Đấy. Tức là alkadien isobren ấy, nó cũng có cái kiểu liên hợp như thế. Đấy. Trong chương trình thì ta học hai cái trường hợp alkadien liên hợp, chính là của butadien và isopren. Đấy. Thì hai lối đôi đều bị vỡ ra, và đối nó bị gọi là cái gì nhỉ, hai lối đôi bị vỡ ra tạo thành 4 liên kết nhưng lại chỉ có hai hydro. Đấy, thế nên là hai lối đôi ở giữa nó lại phải hai cái liên kết ở giữa nó phải bắt tay với nhau tạo ra một cái lối đôi mới ở giữa. Đấy, đây gọi là sự chuyển dịch lối đôi từ bên ngoài chuyển vào bên trong. Đấy, thì các em ý lại tạo thành cái chất như này, đúng không? Đấy, hai đối đôi này bị vỡ ra thành 4 liên kết này, 1 2 3 4 này. Đấy, hai thằng này có hydro. Gọi là sản phẩm cộng 1:4 là như vậy. Carbon số 1 và con số 4 là có hydro. Còn hai thằng ở giữa không biết làm thế nào bắt tay nhau tạo thành liên kết. Đấy, thành đối đôi ở giữa. Thạch Thu có hiểu không? Em có anh ạ. Rồi, sản phẩm cộng 1:4 thì đây cũng sẽ là cơ chế của phản ứng trùng hợp các em nhé. Người ta sẽ tìm, người ta sẽ cho một cái loại
xúc tác, nhiệt độ xúc tác suất nào đó để người ta trùng hợp gọi là polymer theo kiểu 1:4, chứ người ta không cho theo kiểu 1:1, 1:2 hay 3:4 đâu. Người ta sẽ làm theo kiểu 1:4 vì người ta nhận thấy rằng ứng dụng của sản phẩm cộng 1:4 là tốt hơn cả. Được chưa? Đấy, các em để ý chủ yếu 1:4 nhá. Đấy, đây là phản ứng cộng với hydro. Có bạn nào có câu hỏi gì thêm về phản ứng cộng 1:2, 3:4 và 1:4 không? Rồi, ta sẽ đi vào ví dụ tiếp theo, đó là phản ứng với clo, brom đấy, rồi là HBr nhá. Thì ta xem là với các trường hợp đấy thì nó có sự khác biệt gì không. Để nói thật là với brom thì nó không có gì khác biệt cả. Anh sẽ lấy ví dụ nhanh với thằng C4H6 nhá. Đấy, còn đâu các em có thể về nhà trong tờ bài tập sẽ có phần tờ bài tập vẽ viết C5 đấy. Về nhà các em sẽ viết sau. Ở đây anh viết ví dụ với thằng Br2 trước. Đấy, tỷ lệ mol 1:1 nhá. Đấy, thì còn tỷ lệ mol 1:2 thì nó dễ lắm. Bung hết ra bốn vị trí, đứng ở bốn vị trí đấy, thế là xong. Đây tỷ lệ mol 1:1 nó bắt đầu có sự khác biệt. Đấy. Kiểu thứ nhất đó là anh cho cái thằng đối đôi ở ngoài cùng, gọi là bên tay trái đấy, bị vỡ ra. Còn thằng đối đôi bên tay phải thì ta giữ nguyên. Đấy. Đây là phản ứng cộng đấy, sẽ không có HBr nó sinh ra đâu. Hai thằng brom đính vào hai vị trí đâu. Được chưa? Đấy, đây là sẽ là đồng phân, đây sẽ là sản phẩm số 1. Gọi là sản phẩm cộng 1:2. Còn Br2, Br2 này có thể ở dạng khí, ở dạng dung dịch đều phản ứng tốt, đối đôi nhìn chung là dễ phản ứng. Đấy. Kiểu thứ hai đó là gọi là sự chuyển vị đối đôi, chuyển dịch đối đôi. Đấy. Từ bên bốn cái bị vỡ ra nhưng lại chỉ có hai thằng brom, thì hai thằng brom đính ở hai đầu, còn hai thằng ở bên giữa thì bắt tay nhau tạo thành một liên kết mới đối đôi. Đây cũng gọi là sản phẩm cộng 1:4. Đấy, các em để ý rằng giống hệt như là hydro. Có điều thì theo anh là nó dễ nhìn hơn, vì hydro ở trên thì ta có viết đâu đúng không? Hydro hợp vào chả thấy đâu cả. Đấy, vì cái cách ký hiệu của ta là không có hydro. Hoặc là bên dưới này thì không thể nào bỏ đi được brom rồi. Đấy, sản phẩm cộng 1:4. Được chưa? Isopren thì nó sẽ sinh ra nhiều sản phẩm hơn các em nhé. Nó là chất bất đối xứng nên là không có các sản phẩm tạo ra nó không bị trùng nhau. Rồi trường cuối cùng cũng là trường khó nhất, đó là ta viết butadien với trường hợp HX. Đấy. Ví dụ ở đây cộng với HBr. Đấy. Các em vẫn phải làm luôn luôn phải viết theo cả hai kiểu là 1:2 và 1:4 nhé. Đấy. Nếu không nó sẽ bị thiếu đồng phân. Đấy. Kiểu 1:2 thì rất là đơn giản thôi, cứ viết bình thường thôi, cho một thằng phản ứng, một thằng đứng chơi. Đấy. Thì thằng phản ứng thì các em để ý rằng nó sẽ có hai sự lựa chọn. Hoặc là bây giờ brom đính ở bên trong, hoặc là brom đính ở bên ngoài. Đấy. Thì đây là một trường hợp này. Ví dụ anh đính brom ở đây là đính ở bên trong hay bên tay trái. Đây. Đấy nhá. Vẽ rõ hơn này. Ở đây là anh đang cho cái gốc bên trong này đứng im này. Hàng này đứng im nhá. Đấy, thì đôi gôn vào. Đấy, cho cái thằng bên ngoài này phản ứng thế này. Đúng không? Thằng bên ngoài này phản ứng thì sẽ bị vỡ ra làm hai liên kết. Đúng không? Vỡ đôi đôi ra, biến thành hai cái liên kết. Thế mà đính ai vào? Chính là đính hydro và brom lần lượt đính ra hai cái vị trí này. Đúng không? Thì bây giờ brom đính bên trái bên phải nó sẽ có hai sản phẩm, hai trường hợp. Đây là một sản phẩm. Còn đây sẽ là một sản phẩm khác. Brom sẽ đính bên trong. Ở đây đáng nhẽ phải điền cả hydro nữa, nhưng anh vì cái thằng hydro ta điền khuyết từ nãy rồi nên anh cũng không điền hydro nhá. Được chưa? Đấy. Có bạn nào có câu hỏi gì về hai sản phẩm này không? Anh ơi. Nói đi Bình. Brom nó phải liên kết với C có cái kiểu ấy cao hơn chứ, có bậc cao hơn chứ. À, đấy là sản phẩm chính. Chính xác. Trong hai thằng này thì đây sẽ là sản phẩm chính. À, ở trên này là chữ sản phẩm cộng nhá. Đấy, còn anh bảo là carbon là brom là ưu tiên đính một con bậc cao hơn chứ không phải là chỉ. Đấy, chính xác. Trong hai thằng này thì hàm lượng phần trăm của cái thằng bên dưới này sẽ lớn hơn này. Vì brom là ưu tiên đính con bậc cao hơn. Ok Bình nhá.
Đấy, được chưa? Và cả hai thằng này thì đều thuộc loại là sản phẩm cộng 1 2 các em nhá. Các nhìn thấy không? Bro và Hero lần lượt đính vào con số 1 và con số 2. Đấy, còn bây giờ ta mới bắt đầu viết cái trường hợp lằng tằng nhằng, tức là sản phẩm cộng 1 4. Ờ, tự nhiên núi đôi ở đâu vậy? Nhảy vào giữa. Đấy, 1 4 thì nó sẽ là như này. Một bốn tức là hai đối đôi đều bị vỡ rồi. Đấy, nhảy vào giữa. Được chưa? Còn hai cái chất thì nó đính hai đầu. Tức là hai cái thành phần còn lại được cộng vào ấy, thì hydro và brom đính hai đầu. Thì các em để ý cái thằng C4 này nó đối xứng. Cho nên các em đính brom ở vị trí bên tay trái hay vị trí bên tay phải này nó cũng là như nhau. Cho nên chỗ này sản phẩm cộng 14 ấy nó chỉ có một sản phẩm thôi các em nhé. Nguyên nhân là nó trùng nhau. Thì còn thằng isobren thì lại không trùng được nhá. Đấy, trên isobren mà tác dụng với HBR, anh nhớ không nhầm nó ra 5 hay là 6 sản phẩm, hình như 5 sản phẩm đấy. Đấy, thì bài tập về nhà của các em là sẽ viết phần đấy nhé. Đấy. Được chưa? Đây là sản phẩm cộng 1,4, đối đôi nhảy vào giữa. Đấy. Thì ở đây ta sẽ có các điều kiện về sản phẩm cộng 1,2 và điều kiện về sản phẩm cộng 1,4. Thì các em cần phải ghi nhớ như sau. Đấy. Muốn ra sản phẩm cộng ở trạng thái sản phẩm cộng 1,2, đây là sản phẩm cộng 1,2 này. Dưới này sẽ là sản phẩm cộng 1,4 này. Xe khoa cũng có thì mà. Vấn đề là làm thế nào nhớ thôi. Sản phẩm cộng 1,2 thì sẽ là âm 80 độ C. Âm 80 độ C. Còn thằng lại bên đây tất nhiên là cũng âm 80 độ C, sản phẩm cộng 1,2 cùng một điều kiện. Đấy thì nói ra hai thằng này là sản phẩm chính, trong đó thằng bên dưới này chính hơn. Đấy, hàm lượng là cao nhất vì nó bậc cao. Còn thằng bên dưới này chỉ là 40 độ C. Được chưa? Đấy thì các em cần phải lưu ý nhá. Đấy. Cách nhớ ở đây anh cũng mách luôn cho các em có thể tự bịa những cách nhớ của riêng mình. Đó là 40 độ C thì lớn hơn so với 80 độ C. Còn 1,4 thì lớn hơn 1,2. Có mỗi thế thôi. Còn con số 40 và con số 80 là những thứ các em phải ghi nhớ. Không ghi nhớ thì không ghi nhớ cái gì thì chịu. Đấy, ghi nhớ rồi nhưng đỡ bị nhầm lẫn qua lại lẫn nhau. Nhớ là 1,4 lớn hơn 1,2. Cho nên nhiệt độ của nó sẽ là lớn hơn so với 1,2. Mẹo phải nhớ nhá. Rồi, phản ứng cộng, phản ứng quan trọng nhất của AmKDN và các hợp chất của núi đôi nói chung. Các em có câu hỏi gì không? Nhớ nhá, điểm mấu chốt đó là phản ứng đặc biệt, cả hai đối đôi cùng vỡ ra để tạo thành sản phẩm cộng 1,4. Các em cần lưu ý cho anh cái phản ứng này nhá. Đây cũng là điều duy nhất anh yêu cầu các em ghi nhớ trong buổi ngày hôm nay. Còn lại từ đầu đến giờ chưa yêu cầu ghi nhớ cái gì cả. Vì nói thật có cái chỗ nào khó đâu. Butadien và Isobren thì làm bài tập thì gặp nó là nhàn. Và cũng chỉ gặp hai thằng này, các em thấy chẳng viết chương trình với chất khác, chỉ viết mỗi hai chữ này nên quên được khó lắm. Có điều cái cơ chế này thì nói thật là khó, khá là khó hiểu, khó nhớ lắm. Đấy. Ở đây anh phân tích cho các em rất là rõ ràng rồi. Có bạn nào có câu hỏi gì thêm về sản phẩm cộng 1,4 hay phản ứng để tạo ra sản phẩm cộng 1,4 không? Rồi ta đi vào phản ứng số 2. Phản ứng trung hợp. Phản ứng trung hợp vậy ta cũng sẽ viết với hai trường hợp, đó là cao su C4 và cao su C5. Trường thứ nhất đó là thằng C4. Dưới điều kiện của nhiệt độ xúc tác áp suất, cả hai đối đôi sẽ đều vỡ ra, hình thành ra bốn liên kết. Nhưng hai thằng carbon ở bên trong sẽ liên kết với nhau, còn hai thằng bên ngoài thì mới đem đi liên kết với những chất khác. Tất cả n lần. Được chưa? Đấy. Thằng này tên thông thường của nó là butadien. Tên polymer của nó sẽ học là polybutadien.
hay còn một cái tên gọi khác nữa là cao su Buna. Đấy. Điều kiện ở đây là nhiệt độ. Xúc tác là natri. Đấy, thêm áp suất nữa. Được chưa? Đấy, phản ứng thứ nhất là như vậy. Phản ứng thứ hai cũng gần gần như thế. Đấy, đó là của thằng Buta13DN. À, cái là của Isobren. Ta có một cái nhánh ở đây. Hay còn gọi là 20 tin Buta13DN này. Cũng nhiệt độ suy áp suất thôi. Đấy, người ta không biết là cho thêm cái gì vào nó làm xúc tăng. Thì cơ chế cũng y hệt như là cái thằng C4. Đấy, hai đối đôi bị vỡ ra hình thành nên bốn liên kết. Đấy, nhưng hai thằng bên ngoài, hai thằng con ngoài cùng đấy thì sẽ đem đi liên kết với những thằng khác. Còn hai thằng carbon trong cùng thì tạo ra đối đôi. Nhánh không nên không ảnh hưởng gì đến nhá em nhá. Nhánh nhánh trong cái hợp chất này nó không liên quan gì cả, nó làm gì có đối đôi gì đâu. Nhánh thì vẫn là nhánh thôi. Đấy, chỗ này thì xúc tác không phải natri nữa. Nhiệt độ xúc tác thông thường thôi. Nhiệt độ xúc tác không không rõ thôi. Đấy, trên thì phải rõ là natri. Thằng này thì tên thông thường của nó là Isobren. Đấy, các em để ý người ta toàn gọi theo tên thông thường là chính, nó không gọi theo ui pắc mấy đâu. Đây sẽ gọi là poly Isobren. Được chưa? Đấy, poly Isobren. Chất này thì sẽ còn một tên gọi khác nữa, đó là cao su thiên nhiên. Cao su thiên nhiên thì nó có cấu thức cấu tạo gọi tương tự như là polyisoprene đấy, nhưng mà nó khác biệt đó là nó làm từ mủ cây cao su. Còn polyisoprene theo phương trình này nó được điều chế từ isoprene, tức là điều chế từ dầu mỏ mà ra. Thế là các em lưu ý rằng cao su ấy để ý nó hai loại nhé, thiên nhiên là lấy từ mủ cây cao su, còn lấy từ dầu mỏ thì nó là polyisoprene. Hai thằng này nó công thức giống như nhau, còn cao su buna thì tất nhiên lấy từ dầu mỏ rồi. À, có bạn nào hỏi thêm gì về phản ứng trùng hợp không? Có bạn nào biết vì sao chất này gọi là cao su buna không các em? Nam mà xem. À. Sao cao su C4 này gọi là cao su buna theo em? Buna chắc là nó tổng hợp của nhiều thứ, trong đấy có cái butadien. Đúng rồi, hết chưa? Bu là butadien, thế còn na? À, chắc là xúc tạc. Chính xác là như vậy nhá. Đấy cũng là cách nhớ để cho các em nhớ được cả chữ cao su na và xúc tác natri nhá. Hoàn toàn là như vậy. Thầy Thu có hỏi hay không? Em chỉ hỏi là cái mà ngoặc xong rồi nó bị ảnh là kém bền không anh? Làm rất bền đấy mà, polymer nó bền lắm. Không phải cái đó ở trong mặt ấy nhỉ? Làm nó cũng bền em. Hôm trước em học trên lớp thấy thầy giáo bảo là ở trong mặt kia là kém bền hay gì ấy, không nhớ. Có thể nó là một chất khác em nhé, chứ không phải là dòng polymer. Anh nhớ ví dụ đây viết là N lần nhé, thì tức là nó có là các N cụm này liên kết với nhau. Anh nhớ ví dụ viết làm hai lần nhé, đấy thì nó sẽ là như này. Đây là viết là N lần, còn hai lần thì nó sẽ là như này. Đây là một lần này, đấy sau lại liên kết với một nhóm giống hệt như nó nữa. Đây đây sẽ là tất cả hai lần này, đúng không? Đấy, nhưng mà thay vì viết là hai lần này viết là n lần thì nó là n cặp cái tác dụng nhau. Polymer nó là một cái chuỗi các cái mạch, các mắt xích ấy, như kiểu đốt tre kia. Đấy, mà nó lối dài đến vô cùng vô tận, tổng lượng kho gói vô tận thì hơi nói phét. DVC của nó lên tới hàng trăm nghìn đến tới hàng triệu DVC, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn DVC. Được chưa? N ý ở đây là như vậy, n lại phải đến hàng chục nghìn. Đấy, nó rất là lớn.
Đấy, và mỗi một cái nhỏ nhỏ như này thì gọi là mắt xích, mắt xích của polymer nhiều cái đốt tre nó bền thôi nhưng không có gì nó không bền cả. Đấy. Còn thời cái thầy giáo em nói là cái gì không bền không rõ nhé. Anh chưa thấy cái trường hợp nào trong ngoặc lại không bền với nhau hết. Bài nào anh à, thầy Thu cũng về Anca đi này Em không nhớ ấy. à, đấy học thì phải để ý tí nhớ chứ còn về đơn giản là kem để ý, cao su là cái loại bền nó rất là nhiều so với chất hữu cơ thông thường, ví dụ như rượu giống dầu ăn các thứ đúng không, làm sao bền bằng cao su được. Nhìn chung cao su là nó bền, polymer nhìn chung là bền hơn các loại thông thường rất là nhiều rồi. Rồi phản ứng trùng hợp xong nhá, em đi cho anh phần tiếp theo là phần 3 nhỏ, phản ứng oxy hóa. Đấy, thì ta sẽ thực hiện hai thí nghiệm, à, có hai cái phản ứng. Phản ứng thứ nhất là phản ứng làm mất màu thuốc tím. Đấy, nó các em chỉ biết làm mất màu thuốc tím để nhận biết thôi. Chứ nó không yêu cầu phải viết phương trình giống như là bài ăn kem. Nguyên do là phương trình nó phức tạp quá. Bộ giáo dục giảm tải cho các em biết là có phản ứng thì là được rồi. Đấy, nhưng vì hai đối đôi cơ chế nó phức tạp hơn. Các em để ý rằng phản ứng cộng nó cũng phức tạp hơn. Tỷ lệ 1 2 thì tất nhiên là phản ứng bung hết rồi. Nhưng 1 1 ngoài cái kiểu bình thường là vỡ ở đâu đính vào đấy, nó còn kiểu 1 4. Đúng không? Đấy là một kiểu đặc biệt. Đấy, còn trong phản ứng làm bao thứ tím nó cũng phức tạp hơn. Nó không chỉ đơn thuần là ra ancol hai chức đâu các em. Đấy, nó phức tạp hơn. Đấy, nó không chỉ đơn thuần có đâu anken thì nhớ ra ancol hai chức nhé. Đấy, nên bạn nào học bài anken đến đây bắt đầu mới có cái sự liên tưởng liên kết là dễ hơn. Thứ hai là phản ứng cháy, gọi là phản ứng oxy hóa hoàn toàn. Phản ứng cháy thật ra cũng rất đơn giản, người ta viết phương trình thôi. Công thức chung của nó là CnH2n trừ 2 cộng với oxy, hiếm khi anh cân bằng oxy. Hệ số cân bằng của nó là 3n à, cái gì nhỉ, x cộng y trên 4 trừ z trên 2. Đấy thì thông thường anh ít khi anh dùng dùng cái hệ số cân bằng của nó, x cộng y trên 4 tức là n cộng với 2n trừ 2 trên 4 tức là 3n trừ 1 trên 2. Đấy, 3n trừ 1 trên 2 oxy suy ra NCO2 cộng n trừ 1 nữa. Được chưa? Đấy, 2N trừ 2 hydro bảo toàn hydro thì chỗ này nó phải là N trừ 1 H2. Đấy, cách cân bằng nó như vậy, bạn nào rốt rốt tí. Người ta có vài cái nhận xét cũng như là các công thức tính nhanh trong bài này giống như các đốt cháy các hydro khác. Đấy. Trước tiên là các em cần phải có một cái sự nhìn nhận, đó là trong bài này thì số mol nước nó nhỏ hơn số mol CO2 chứ không có lớn hơn được nữa. Thật ra lớn hơn chỉ có đúng một loại, đó là hydrobon alcan. Còn đâu N nước nhỏ nên NCO2 thì nhiều lắm. Đấy thì các em thì có thể suy ra cho anh nó là không phải alcan, alken thế thôi nhá. Đấy, chứ không suy luận ra cái gì khác đâu. Mới học các em mới học alcan, alken thì biết là không phải thôi. Chứ đâu cũng không suy được thêm cái gì. Thế nên là nói thật là bỏ hết chỗ này đi cũng được. Chả có chuyện gì, biết nó nhỏ hơn không làm được gì đâu. Đấy. Trắc nghiệm thì thôi 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 được gọi là cũng có hơn là không thôi. Đấy. Thứ hai là các em nhìn vào hệ số thì ta nhận thấy rằng khi đốt cháy alkaline thì ta sẽ có số mol của CO2 hay là hiệu số của số mol CO2 trừ đi số mol nước. Thạch Thu có nhìn ra đúng bằng số mol của ai không? Bằng số mol của anh Kim đúng không? Rồi đúng các số mol là alkin luôn thì các em thấy nó ngược lại với ancan đúng không, ancan là nước trừ CO2 bằng số mol ancan, đây là ngược lại thì nguyên nhân nó là cân bằng như thế. Đây này, n mà trừ đi n trừ 1 thì có phải ra 1 là hệ số của thằng này không, đúng chưa? Đấy, sau này là sẽ có công thức tính nhanh cho C n2n cộng 2 trừ 2k nhé. Đấy, nó sẽ có công thức chung thôi, tạm thời học đến bài nào biết bài đấy đã. Nước CO2 trừ nước thì bằng số mol ancin. Đây là một phần các em cũng cần phải lưu ý.
Trong bài của ta sau này ăn KDN nhé, nó sẽ có công thức là CN trừ 2. Thế sau này các em học là có một họ cũng có công thức là CN hay N trừ 2, chỉ họ ăn kim. Đấy, mà khi mà là công thức phân tử đã trùng nhau thì phản ứng cháy nó giống hệt nhau. Đấy, cho nên là khi mà các em thấy nước trừ CO2 đúng bằng số mol chất đốt cháy thì cũng nhớ là đừng có suy luận được ra nó luôn là ăn kim, nếu như đầu bài không cho là ăn kim mà nó chỉ có thể suy luận nó ra là CN hay N trừ 2 nhé. Đấy. Rồi. Nhận xét số 3, và thực ra cũng là cái công thức cũ thôi. Đó là ta sẽ có số carbon trung bình, hay ở trong bài này viết là chữ N, luôn bằng số mol của CO2 chia cho số mol của hydrogen đốt cháy. Trong bài này là ăn kim. Rồi, phần tính chất học ta sử dụng đến đây thôi. Đấy. Có thể nói rằng ngắn hơn nhiều so với bài ăn kem. Điểm nhấn mạnh, em nhắc lại, trong trường phân tính chất học có hai thành phần. Một là sản phẩm cộng 1,4. Đây là điểm khác biệt, sản phẩm cộng bất thường. Đấy. Thứ hai đó là phản ứng trùng hợp. Đấy, thì cũng là sản phẩm cộng 1,4. Nên chung quy lại trong cả buổi hôm nay, mục tiêu chính hay là dấu ấn chính vẫn là sản phẩm cộng 1,4. Đấy thì các em cần phải lưu ý nhá. Đấy, điểm quan trọng nhất của bài là phải nhớ được. Rồi, phần điều chế thì ta ghi nhanh chóng như sau. 4 La Mã điều chế, đây cũng là nội dung cuối cùng của bài ngày hôm nay. Điều chế. Điều chế thì ta sẽ không có phương pháp điều chế trong phòng thí nghiệm, chỉ có điều chế trong công nghiệp thôi. Anh cũng chưa thấy ta làm trong thí nghiệm, à trong phòng thí nghiệm người ta dùng, người ta gọi là tiến hành thí nghiệm như thế nào. Trong công nghiệp thì có hai kiểu. Ở đây anh sẽ viết theo kiểu công thức phân tử cho nhanh nhá. C4H10 ở dạng mạch thẳng. Dưới điều kiện nhiệt độ xúc tan áp suất thực hiện dehydro hóa thì ra được C4H6 buta 13 đi. Sau này trong trình bày chữa bài tập nháp nhanh ấy, thì anh sẽ viết luôn là C4H6, tránh cần phải viết công thức như thế này. Được chưa? Đấy. Cho nó ngắn gọn. Điều kiện thì các em nhớ thêm là nhiệt độ xúc tan áp suất rồi nhé. Dehydro hóa, đây là dehydro hóa nhiệt độ xúc tan áp suất. Còn isopropane thì cũng thế luôn. Đấy, tức là từ C5H12 nhiệt độ xúc tan áp suất, anh viết nhanh thành C5H8 cộng với cả 2H2 nhá. Đấy, phương trình này cũng nói thật là cũng theo kiểu tôn ngộ không, chả biết người ta cho nhiệt độ xúc tan áp suất kiểu gì, nó tách được hai thằng hydro đúng hai vị trí quan trọng và ra được cái thằng isopropane. Thì cái này thì bạn nào mà học kỹ hơn một tí thì ra thấy nó cũng bình thường, chẳng qua là người ta đi thực hiện hàng trăm nghìn phép thử và may mắn tìm được một thuốc thử hay là một cái xúc tác và cái nhiệt độ thích hợp, áp suất thích hợp để ra cái sản phẩm như thế này. Thế thôi chứ cũng chẳng phải là nghiên cứu gì đâu, à, làm nhiều lần trúng được thôi. Rồi phần điều chế có bạn nào có câu hỏi thêm không? Toàn bộ nội dung của bài hôm nay ta dừng lại ở đây. Đấy, có rất nhiều điểm và những bạn học yếu từ cái bài ăn kem hôm trước thì các em sẽ phải ôn lại cho cả bài ăn KDN lẫn bài ăn kem nhá. Đấy. À, còn điểm mới và quan trọng nhất trong bài ngày hôm nay vẫn là sản phẩm cộng 1,4 với quy tắc phản ứng. Đấy. Buổi hôm nay ta dừng lại ở đây. Bạn nào có câu hỏi thì các em check cho anh trong phần, gửi cho anh trong phần tin nhắn riêng hoặc là trong nhóm chung thì các bạn khác cùng theo dõi mới nhá. Đấy. Có ai còn ý kiến gì khác thêm nữa không nhỉ? À, mai bắt học đi hiểu không? Mai ta học sẽ double thêm một bài nữa là bài Ankin nhá. Ta sẽ có một bài tập nhỏ nhỏ đầu giờ nói về phần Ankin để ôn tập bài cũ. Còn đâu sẽ học tiêm tiếp một bài lý thuyết mới là lý thuyết về Ankin. Thì các em để ý rằng các lý thuyết về các bài mới này gọi là lý thuyết mới nhưng mà nó cũng rất là cũ, mỗi cái thêm một chút chút thôi, không đáng kể. Thì học luôn phần hydrobon Ankin để cho nó đầy đủ lối đơn, lối đôi, lối ba. Đấy, sau đó ta sẽ có một tờ bài tập gọi là tổng hợp vì hydrobon. Đấy. Được chưa nhỉ? Được rồi ạ. Rồi, chào các em nhé.